Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay trách nhiệm cao cả làm Honda Ôm chúng ta của tớ chính thức kết thúc được nghỉ hè 2 tháng. Ha ha. Tối nay có đáp anh nha. Bây giờ là Á sẽ thu 5 tập. 5 tập là khoảng gần 3 tiếng là máy hết bộ nhớ. Chứ còn bộ nhớ là tớ quất 10 tập. Ha ha. Nhưng mà thôi kệ. Xuất hết 5 tập này là tớ xuất thu tiếp. Trong thời gian đó là dịch Phú Đại Gia. Sáng nay cũng ăn được 10 phút của Chiến Thần Ở Rễ, tác giả ra có chừng đó. Mai tính tiếp. Rồi xong là chiều tối là tớ sẽ thu thêm 5 tập của Chân Mày Đế Tin nữa. Nếu Phú Đại Gia xong thu luôn, xong bắt đầu sau đó coi đáp anh. Chân Mày Đế Tin tập 235. Tình hình Hằng Nhạc lúc này rất cần Lão Tổ như Hằng Thiên Thượng Nhân giúp ổn định lòng người. Nếu ông ta không hợp tác thì mọi chuyện sẽ khá rắc rối. Nhưng thái độ của ông ta lúc này đã rất rõ ràng, vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ có thể giải phong ấn cho ta rồi chứ? Hằng Thiên Thượng Nhân nhìn Thiên Tông Lão Tổ và Trung Giang. Đương nhiên rồi, hai người cùng cười giải trừ phong ấn cho Hằng Thiên Thượng Nhân. Sau đó còn không quên nói: đạo hữu, nói lời giữ lời đó nhé, đừng hạ lệnh lung tung. Cho dù khai chiến thì bên tiêu diệt vẫn là Hằng Nhạc Tông mà thôi. Ta là người như vậy sao? Khóe miệng Hằng Thiên Thạch Thượng Nhân dịch dịch. Biết đâu được chứ. Rầm uân. Trong kết giới của Loạn Cổ Thương Nguyên, trận đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra, vả lại có thể dùng từ tàn khốc để hình dung. Mặc dù Doãn Chí Bình bị đoạt mất Thái Hư Long Kiếm, nhưng khả năng chiến đấu của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một loại bí pháp thần thông đều xuất phát từ Thái Hư Cổ Long Hồn, uy lực mạnh mẽ, bá đạo vô song. Mỗi lần ra tay đều khiến Diệp Đào phải thảm hại. So với hắn mà nói thì Diệp Đào lại phải kiêng dè nhiều hơn. Anh cần hết sức thận trọng. Trước khi chưa có được tín hiệu từ phía Dương Định Thiên thì anh không dám dùng đến khả năng chiến đấu đỉnh phong, vì sử dụng khả năng chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong có nghĩa là để lộ thân phận thực sự của mình. Một khi bại lộ thân phận thì mọi biến cố đều có thể xảy ra. Cho nên anh cần phía Dương Định Thiên cho anh một câu trả lời cuối cùng để anh tiện thể thể hiện khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình. Chiến đấu hơn 500 hiệp còn chưa phân định thắng bại. Linh lực của hai tên này cũng thực dồi dào. Kẻ quan sát ở tứ phương lại bắt đầu tặc lưỡi. Sát thần Tần Vũ, ký chủ Doãn Chí Bình là hai thanh niên xuất sắc nhất trong lớp thanh niên hiện nay. Đâu thế nào đơn giản được chứ. Có người vuốt râu tán thưởng: đánh 3 ngày 3 đêm mà không phân thắng bại. Có thể một mình giao chiến với Doãn Chí Bình lâu như vậy thì tên này cũng phải ngang ngửa với Diệp Đế Hào. Trong đám người, Từ Nặc Nhiên tặc lưỡi. Nói rồi cô còn không quên liếc nhìn sang Cơ Tuyết Băng, nữ cải nam trang đứng bên cạnh. Cơ công tử, dù gì chúng ta cũng từng ăn uống cùng một bàn với Diệp Đế Hào, lẽ nào công tử không thấy cảm khái gì sao? Cô muốn nghe cảm khái gì chứ? Cơ Tuyết Băng đáp lại hờ hững. Không biết vì sao mỗi lần nghe tới cái tên đó thì trong lòng cô lại đau nhói. Kể quả qua lâu rồi nhưng vẫn là cảm giác đó. Đương nhiên là cảm khái về Tần Vũ rồi. Từ Nặc Nhiên rõ ràng không phát hiện ra sự khác biệt của Cơ Tích Băng. Cô vẫn hào hứng nói: ta không có cảm khái gì với hắn cả. Nói dối, sao lại không được chứ? Từ Nặc Nhiên nhìn Cơ Tích Băng, sau đó lại nhìn Diệp Đế Hào bên trong kết giới đang giao chiến với Doãn Chí Bình. Chúng ta không nói tới cái khác, chỉ nói về khả năng chiến đấu và phong thái mạnh mẽ. Lẽ nào công tử không nhìn thấy bóng dáng Diệp Đế Hào trên người Tần Vũ hay sao? Bọn họ đều là anh kiệt cái thế, đều có uy thế mạnh mẽ trong thiên hạ. Cơ Tích Băng trầm ngâm, đến cả Từ Nặc Nhiên cũng có cảm giác này. Sao cô ta lại không có chứ? Cô ta còn đang tò mò khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia hơn bất cứ một ai. Không biết nếu Diệp Đế Hào còn sống thì liệu có truy sát Tần Vũ khắp thiên hạ hay không? Khi Cơ Tích Băng còn đang trầm ngâm thì Từ Nặc Nhiên bất giác lên tiếng: truy sát Tần Vũ sao? Cơ Tích Băng cau mày: bọn họ có thù sao? Đương nhiên rồi. Từ Nặc Nhiên cười nói: Tần Vũ bắt trói người thương trước kia của Diệp Đế Hào, lại còn mặt dày đòi tiền chuộc. Lấy tiền chuộc rồi cũng không chịu thả người. Như vậy có phải là coi có thù hay không chứ? Nghe những câu này,
vẽ mặt Cơ Tuyết Băng lại kỳ quái. Cô ta không ngờ Từ Nặc Nhiên lại tư duy logic theo kiểu này. Ùm! Khi cả hai còn đang trò chuyện thì bên trong kết giới chợt vang lên tiếng nổ ầm vang. Diệp Đại Hào thảm hại lại lần nữa bị một chưởng của Doãn Chí Bình đánh văng đi. Bịch bịch. Tiếp đó, từng tiếng động mạnh vang lên. Có lẽ cơ thể Diệp Đại Hào quá nặng nên mỗi bước di chuyển của anh đều khiến không gian hư vô nứt lìa. Đợi tới khi đứng vững lại, Diệp Đại Hào mới phun ra cả miệng máu. Tiễn người xuống hoàng tuyền. Từng tiếng gằn vang lên, Doãn Chí Bình sát phạt tới vị trí cách Diệp Đại Hào khoảng vài chục trượng. Hắn bật cười để lộ hàm răng trắng bóc, khuôn mặt tà độc càng trở nên tà độc hơn. Vù! Sau âm thanh này, phần trán của hắn có thần quang bao quanh, một luồng sức mạnh khiến người ta run rẩy, ngưng tụ lại. Cảm giác này, Diệp Đại Hào nheo mắt nhìn vút. Diệp Đại Hào vừa dứt lời, một đạo thần mang bay ra từ trong trán Doãn Chí Bình, mang theo lôi điện và sức mạnh của Thái Hư Cổ Long Hồn cùng uy lực hủy diệt mạnh mẽ. Thế vậy, những kẻ quan sát từ tứ phía đột nhiên biến sắc, như thể có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến người ta phải run sợ. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Đại Hào lập tức bị đâm xuyên trán, máu tươi màu vàng kim bắn ra chóa mắt người. Không sai, Doãn Chí Bình thi triển bí thuật thần thông chính là thần thông cấm kỵ nhằm vào linh hồn, uy lực bá đạo, có thể đâm xuyên linh hồn của đối thủ và là một bí mật tuyệt sát. Và dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Đại Hào giây phút trước còn đang đứng sừng sững, trong ánh mắt không có chút thần quang, toàn thân máu bắn vọt, thì lúc này đã ngã từ trên trời xuống như một thi thể chết ngã nhào giữa hư không. Tuyệt sát rồi sao? Thế vậy, những kẻ quan sát từ tứ phương chợt bất ngờ. Đòn công kích linh hồn mạnh như vậy đủ để tuyệt sát cả tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, huống hồ Tần Vũ chỉ là tu sĩ ở cảnh giới không minh. Có một lão bối thở dài, một thiên tài cái thế như vậy. Tứ phương vang lên tiếng thở dài. Ôi trời, Gia Cát Vũ lập tức nhảy dựng lên. Mọi thứ xảy ra thực sự quá nhanh, đến cả ông ta cũng không kịp phản ứng lại. Sao có thể chứ? Ở một bên, Bích Du đột nhiên tái mét mặt mày, dòng nước mắt tuôn rơi. Đến cả Gia Cát Vũ còn không kịp phản ứng, chứ nói gì đến cô ta. À, nói lại tập hôm qua, Bích Du lâu nay là toàn đi theo Gia Cát Vũ, nhưng mà tự nhiên hôm qua lại đi theo Độc Cô Ngạo. Thành ra là nhiều bạn nói bảo là cháu của Gia Cát Vũ này kia thì át biết, nhưng mà không hiểu tại sao mà đi bên Độc Cô Ngạo, mà biết Độc Cô Ngạo là có mối quan hệ với Gia Cát Vũ, nhưng mà trước á, là toàn đi theo Gia Cát Vũ. Át hơi ngạc nhiên chuyện đó thôi. Hay à, ở một bên, Độc Cô Ngạo và Phục Linh thở dài. Thực là kinh người. Phía bên này, Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo nhìn Diệp Đại Hào ngã xuống khỏi hư không mà không sao tin nổi. Còn chưa sử dụng khả năng chiến đấu đỉnh phong mà đã bị tuyệt sát rồi sao? Tí, trong đám người, thấy Diệp Đại Hào ngã xuống khỏi hư không, Thượng Quan Ngọc Nhi bất giác nắm lấy tay Thượng Quan Hàn Nguyệt. Sao có thể chứ? Thượng Quan Hàn Nguyệt thẫn thờ nhìn vào hư không, cô há hốc miệng, mặt mày tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt xinh đẹp dần dần ngấn lệ, rồi những dòng lệ từ từ kết thành sương. Thi Nguyệt, đây là số mệnh của trời rồi. Phía bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn và Hoa Hư vỗ vai Hạo Thiên Thi Nguyệt. Tim của con đau quá. Mặc dù cố kìm nén, nhưng rồi hai hàng lệ nóng hổi vẫn trào trên đôi gò má của Hạo Thiên Thi Nguyệt. Nhìn người thương của mình chết thảm, còn nỗi đau nào hơn thế này hay không? Hay à, Đan Thần và Đan Nhất lần lượt thở dài. Mặc dù biết Tần Vũ sẽ bại, nhưng không ngờ hắn lại bị tuyệt sát bằng cách như thế này. Doãn Chí Bình, Lạc Khi ở bên run rẩy, đôi mắt cô bé đằng đằng sát khí. Không phải vì Tần Vũ bị giết mà cô như vậy, mà vì Diệp Đại Hào trước kia cũng bị Doãn Chí Bình hại chết bằng cách này. Tưởng là sẽ có một màn nghịch thiên chứ. Ở một bên, nhóm Vi Văn Trác lắc đầu bất lực. Sau này vào Tiết Thanh Minh, chúng ta lại có thể một anh kiệt để tế bái rồi. Cuối cùng vẫn là bại sao? Trong đám người, Cơ Tích Băng lẩm bẩm, sâu thẳm trong tâm hồn cô ta chợt dâng lên nỗi đau đớn kỳ lạ. Đây chính là kết cục của kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhìn Diệp Đại Hào ngã nhào khỏi hư không, Thông Huyền Chân Nhân bật cười lạnh lẽo. Cuối cùng chúng ta cũng không có tổn hại gì. So với Thông Huyền Chân Nhân, phía Chính Nhân Tông và Thanh Vân Tông cũng bật cười lạnh lùng.
Nói ra thì chúng ta nên cảm ơn Doãn Chí Bình là hắn đã giúp chúng ta trừ khử một tên đại địch. Ha ha ha. Trong làn sóng xôn xao, trong kết giới chỉ vang lên tiếng cười không hề kiêng dè của Doãn Chí Bình. Hắn cười tà độc trông chẳng khác gì ác ma. Hay à, nhìn cảnh này có quá nhiều người phải than thở. Nhưng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hắn bước từ hư không xuống, đáp xuống mặt đất và bước về phía Diệp Đào, vừa bật cười tà độc, trong ánh mắt còn có u quang hung tàn. Tần Vũ, ta sẽ đem người luyện thành hình nộm con người. Ta muốn đời đời kiếp kiếp người để phải chịu, đều phải chịu qua sự sai khiến. Nói rồi hắn vươn tay về phía Diệp Đào. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Đào giây phút trước không hề động đậy, thì lúc này chợt mở bừng đôi mắt, hai đạo kình mang bắn ra ngoài. Ngươi! Sắc mặt Doãn Chí Bình chợt thay đổi. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị hai tay của Diệp Đào kẹp chặt. Sau đó hắn nhận ra cơ thể của mình mất thăng bằng, đôi chân rời khỏi mặt đất, cả cơ thể hắn bay lên. Đây! Thấy Diệp Đào đột nhiên sống lại, người ở tứ phương đột nhiên thẫn thờ. Dưới đòn tuyệt sát linh hồn mà con còn không chết sao? Có người há hốc miệng nhìn Diệp Đào bằng ánh mắt không sao tin nổi. Có cần phải mạnh hay vậy hay không chứ? Ta biết hắn không thể chết dễ dàng như vậy được mà. Trong đám người, nhóm người phía Bích Du vỡ òa vì vui mừng. Mẹ kiếp, làm cho ta hết hồn. Mấy người phía Gia Cát Vũ tưởng rằng Diệp Đào đã chết. Giờ thấy anh tỉnh lại nên sắc mặt khó coi của tất cả mọi người đều thay đổi bằng vẻ mặt tràn đầy thú vị. Rốt cục, hắn làm thế nào mà có thể né qua được như vậy chứ? Trong đám người, Cơ Tích Băng nhìn kết giới. Nếu như là cô ta, thì cô ta tự nhận không thể nào tránh qua được kết giới kia. Một khi trúng chiêu, thì chỉ có thể chết. Không thể nào, ta đã tận mắt chứng kiến. Hắn bị đâm xuyên trán, ta cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa linh hồn của hắn đã bị dập tắt. Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông và Thông Huyền Chân Nhân đều bày ra vẻ mặt khó tin. Bích! Trong làn sóng bàn tán, một tiếng động mạnh mẽ vang động, chấn động cả đất trời. Doãn Chí Bình cứ thế bị đòn đánh hung hãn của Diệp Đào nện thẳng từ trên trời nện xuống đất, tạo thành một cái hố hình người. Lại nhìn sang Doãn Chí Bình với trạng thái thê thảm, lục phủ ngũ tạng lộn nhào hãnh lên, tứ chi bắt cốt bị gãy mất hơn một nửa, suýt chút nữa thì hóa thành một đống. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xem đều dịch dịch khóe miệng. Bích! Tên xúc sinh! Diệp Đào lại lần nữa thi triển thần uy, khiến Doãn Chí Bình tiếp tục bị nện mạnh xuống đất. Có điều vẫn chưa hết, sau lần thứ hai quật xuống, Diệp Đào lại lấy thêm sức, anh liên tục quăng Doãn Chí Bình lên rồi lại quật xuống. Bịch bịch bịch. Tiếp theo, từng âm thanh thế này liên tiếp vang lên, mỗi một âm thanh chỉ cách nhau không tới 10 giây. Cũng chính vì trong thời gian ngắn ngủi như vậy nên Doãn Chí Bình đã bị Diệp Đào quật hơn 30 lần. Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì bị người giết chết rồi. Diệp Đào càng quật càng hăng. Rốt cục vì sao anh có thể thoát được đòn tuyệt sát của Doãn Chí Bình chứ? Về điểm này thì phải nhắc tới tiên hư giới của lục đạo Tiên Luân Nhãn. Chính vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, linh hồn của Diệp Đào bước vào tiên hư giới, tránh được đòn tuyệt sát của Doãn Chí Bình và không bị tổn hại đến linh hồn. Còn vết thương trào máu trên trán của Diệp Đào, về cơ bản có thể coi là vết thương ngoài da trên cơ thể. Đối với anh mà nói không đáng là gì. À! Tiếng gằn phẫn nộ của Doãn Chí Bình vang vọng khắp không gian. Hắn bị đập tới mức không phân biệt được nỗi đông tây nam bắc. Mặc dù hắn dốc hết sức muốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Đại Hào, nhưng Diệp Đại Hào về cơ bản không cho hắn cơ hội. Mỗi lần hắn định thi triển bí pháp thoát thân đều bị Diệp Đại Hào quật thật mạnh xuống đất. A! Sau tiếng thét gào, Doãn Chí Bình vung mạnh cánh tay nhanh chóng thoát thân. Đi đâu? Diệp Đại Hào phản ứng rất nhanh, cơ thể anh di chuyển nhanh như ma quỷ. Anh sát phạt lên, từng đòn thần thông nối tiếp nhau giáng vào người Doãn Chí Bình. Cảnh tượng này đừng nói là Doãn Chí Bình mà đến cả những người xung quanh còn thấy đau thay cho hắn. Phụt phụt phụt. Sau từng lượt máu phun trào, Doãn Chí Bình bị Diệp Đào đánh liên hồi, về cơ bản đều bị đánh về một hướng. Cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng hắn có thể trụ vững. Thế nhưng Diệp Đào là ai chứ? Anh là một người nhân lúc người bệnh đoạt lấy mạng người. Sao anh có thể cho Doãn Chí Bình cơ hội phản ứng được chứ? Lúc này anh thật là hung hãn. Doãn Chí Bình lùi một bước, anh lại tiến một bước. Sau khi xông lên,
anh không nói lời nào, cứ thế chiến tiếp, đánh tới mức Doãn Chí Bình không còn ra hình dạng con người nữa. Ta nói mà, thấy Diệp Đế Hào đại triển thần uy, Thái Ất Chân Nhân trong đám người bật cười, để lộ hàm răng ố vàng. Suýt chút nữa khiến ta sợ đái cả ra quần. Ngô Tam Pháo vuốt tóc lên tiếng: nghe hai người nói thì mọi người biết Tần Vũ sao? Ở một bên, Ngô Thập Tam nhìn hai người dò hỏi: biết chứ, đương nhiên là biết rồi. Thái Ất Chân Nhân cười thần bí, khiến Ngô Thập Tam càng thêm tò mò, nhưng ông ta lại không cho Ngô Thập Tam đáp án mà hắn cần. Sao hắn có thể thoát được đòn tuyệt sát đó chứ? Phía bên này, Độc Cô Ngạo lóe lên ánh nhìn bất định. A! À! Trong làn sóng bàn tán, trong kết giới lại vang lên tiếng gào thét. Doãn Chí Bình bị đánh tới mức không còn cơ hội đáp trả, triệu hồi lại Thái Hư Long Giáp. Bang! Diệp Đế Hào vung một đấm xông lên tấn công, nhưng lại đánh trúng lớp áo giáp, tạo ra âm thanh của tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cũng chính vì sự bá đạo của Thái Hư Long Giáp nên mới khiến Doãn Chí Bình có cơ hội được thở. Hắn tung chưởng đánh văng Diệp Đế Hào, rồi sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lúc lùi về phía sau, cánh tay đã tàn tác của hắn lại lần nữa ngưng tụ. Uinh! Sau tiếng động này, Diệp Đế Hào đứng khựng lại, trong không gian hư vô dưới chân anh cũng nhanh chóng bị đạp vỡ tan. Chơi với ta sao? Ta chơi cho người đến chết thì thôi. Diệp Đế Hào bật cười, trong lúc này vết thương rỉ máu trên trán anh đã nhanh chóng liền lại. Sức khôi phục mạnh mẽ của Hoang Cổ Thánh Thể khiến tứ phương phải kinh ngạc. Phụt! Hư không phía đối diện vang lên tiếng phun ra máu. Doãn Chí Bình vừa đứng vững đã lại lần nữa phun ra máu cao hơn 3 trượng. Cách đánh liên tục không ngừng nghỉ thế này khiến cho hắn, cho dù có Thái Hư Cổ Long Hồn hộ thể thì cũng vô cùng thảm hại. Đối với hắn mà nói thì đây chính là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Tần Vũ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Doãn Chí Bình đầu tóc rối xù gằn lên phẫn nộ, khuôn mặt nhơ nhúc máu của hắn càng méo xệch hơn, trông hắn chẳng khác gì một ác ma. Một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên, phần trán của Doãn Chí Bình xuất hiện một đạo long vân. Trong cơ thể hắn có long khí xoay vần, thần quang rực rỡ chiếu rọi, khí thế của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Vết thương toàn thân dần dần hồi phục về nguyên trạng nhờ có long khí. Lại một tiếng rồng gầm mạnh mẽ vang lên, long ảnh khổng lồ hiển hiện mang theo long khí xoay quanh cơ thể, tiếng gầm chấn động đất trời. Cuối cùng cũng chịu dùng hết sức hay sao? Diệp Đế Hào bật cười lạnh lẽo. Dùng hết sức rồi. Người quan sát ở tứ phương ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kết giới. Khả năng chiến đấu mạnh mẽ như thế này, Tần Vũ và hắn căn bản không cùng đẳng cấp. Đan Thần trầm ngâm, trong ánh mắt hiện lên cái nhìn kiêng dè. Sức mạnh của Thái Hư Long Hồn quả nhiên bá đạo. Khả năng chiến đấu này là cùng cấp vô địch. Lần này Tần Vũ chết chắc rồi. Rất nhiều lão bối vút râu, khả năng chiến đấu trấn áp tuyệt đối, về cơ bản không có cơ hội lật lại ván cờ. Giết! Trong làn sóng bàn tán, Doãn Chí Bình bên trong kết giới di chuyển, hắn sải bước phá tan hư không, bước ra cả trăm trượng, một tay đẩy ra biển long khí cuộn trào về phía Diệp Đế Hào. Mở cho ta! Diệp Đế Hào không lùi mà tiến, bá long đao trong tay vung một đao chém vào đao, chém ra một đao mang màu vàng kim to cả mười mấy trượng. Phụt! Ngay lập tức, biển long khí vừa được bị chém tan, có một đạo thần quang mạnh mẽ bay về phía anh. Vừa thấy vậy, Diệp Đế Hào lùi về phía sau một bước, bá long đao chắn trước người. Bang! Tiếng kim loại chói tai vang lên, đạo thần mang kia cứ thế đánh vào bá long đao. Mặc dù nó đủ rắn chắc, nhưng lại không thể phá tan được thần mang kia. Thế nhưng sự chấn động khủng khiếp này lại khiến cơ thể Diệp Đế Hào nôn nao, anh cứ thế phun ra cả miệng máu. Trấn áp cho ta! Doãn Chí Bình gằn lên phẫn nộ. Một ngọn núi hư ảo tầm 8.000 trượng đè nén xuống, xung quanh có long khí bao quanh, khiến cả hư không như vỡ vụn. Hư! Ngay sau đó, Diệp Đế Hào bị chèn ép tới mức lão đảo, nhiều vị trí trên cơ thể bị chảy máu. Cảnh tượng này khiến những người xem trận chiến phải nhảy dựng lên. Diệp Đế Hào không hổ là Hoang Cổ Thánh Thể. Nếu đổi lại là tu sĩ khác ở cảnh giới Không Minh tầng thứ nhất thì sẽ bị hóa thành huyết vụ ngay lập tức. Doãn Chí Bình, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Đế Hào trào máu nơi khóe miệng, anh cố gắng dốc sức địch lại với Hoan Hư Hoan Long Sơn. Nó giống như một ngọn núi lớn tựa nặng tựa nghìn cân đè nén, khiến khí huyết của Diệp Đế Hào
đều phải quay về vùng Đan Hải. Bản thể đã kiểm soát được Hằng Nhật Tông. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong thần hải của Diệp Đại Hào. Thật sao? Diệp Đại Hào nhếch miệng cười, trong đôi mắt u tối, chợt như có vì sao lấp lánh, hiện lên hạ hai đạo kim quang sắc lạnh. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, một tiếng rồng gầm mạnh mẽ vang vọng từ trong cơ thể Diệp Đại Hào. Khí huyết hoàng kim sục sôi, giống như ngọn lửa bùng cháy, khiến không gian trở nên méo mó. Sau một tiếng rồng gầm mạnh mẽ, một đạo thần hồng màu vàng kim xuất phát từ trên đầu Diệp Đào xuyên thẳng lên trên trời. Ngay sau đó, kim quang sáng chói bao quanh cơ thể anh, ánh lên từng luồng khí màu vàng kim. Mỗi một đạo kim quang đều rất dày và nặng, mái tóc dài màu vàng kim như dòng nước đổ. Khí thế của anh trong chốc lát tăng vọt mạnh mẽ, không hề yếu hơn Doãn Chí Bình. Ôi trời, đột nhiên tứ phương như bùng nổ, Tần Vũ cũng chưa dùng hết sức. Chuyện gì thế chứ? Ánh mắt của rất nhiều người đều trợn tròn cả lên. Sát thần Tần Vũ quả nhiên là anh hùng cái thế. Mẹ kiếp, khả năng chiến đấu không hề thua kém gì Doãn Chí Bình cả. Ở một bên, nhóm Vi Văn Trác kinh ngạc. Kể cả là bọn họ thì cũng không hề biết Diệp Đại Hào lại có khả năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Lại còn che giấu thực lực sao? Trong đám người, Cơ Tích Băng há hốc miệng, ánh mắt rõ vẻ kinh ngạc. Người bên trong kết giới kia đã từng hủy hoại hết sự cao ngạo của cô ta. Khả năng chiến đấu như thế này, bại hay thắng cũng chưa biết được đâu. Phía bên này, Hạo Thiên Huyền Chấn hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt ông ta rõ vẻ kinh ngạc. Hắn sẽ thắng. Phía bên này, Hạo Thiên Thiên Nguyệt chắp tay lại, làm ra dáng vẻ cầu nguyện. Tỷ, hắn đúng là anh hùng cái thế. Thường Quan Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, cái nhìn của tỷ quả nhiên không tồi. Đúng là khiến ta thật bất ngờ. Thường Quan Hàn Nguyệt nheo mắt nhìn say bê, cơ thể phát ra từng luồng sáng chói kia chợt trở nên to lớn trong ánh mắt của cô. Lúc này từng nhát dao như đang cứa vào trái tim cô. Thực sự có phong thái của Đao Hoàng năm xưa. Gia Cát Vũ tấm tắc, phụ hoàng mà ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bích Du mỉm cười, cô ngẩn ngơ nhìn. Trong tiếng bàn tán xôn xao vang lên liên tiếp, thế nhưng có người vui mừng nhưng cũng có người âu sầu. Thấy Diệp Đại Hào thể hiện sức chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong, kẻ mạnh của Tam Tông tối sầm mặt mũi. Lúc này đặc biệt là Thông Huyền Chân Nhân, mặt mày vô cùng khó coi. Cảnh tượng này thực sự khiến ông ta trở tay không kịp. Sức chiến đấu lúc này của Diệp Đại Hào không hề thua kém so với Doãn Chí Bình. Hắn nhất định phải chết. Không chỉ Thông Huyền, mấy vị lão tổ của Thanh Văn Tông và Chính Nhân Tông đều nhìn Diệp Đại Hào bằng ánh mắt sắc lạnh. Đây chính là một thế giới tàn khốc, không phải là bạn thì sẽ là địch. Huống hồ vốn dĩ bọn họ đã có ân oán với nhau. Một người với thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu cho hắn đủ thời gian thì đối với bọn họ mà nói, đó là một cơn ác mộng. Không thể nào, không thể nào! Trong tiếng bàn tán náo nhiệt, Doãn Chí Bình gào thét phẫn nộ. Hắn và Diệp Đại Hào là kẻ đối địch trực tiếp với nhau. Hắn cảm nhận rõ hơn ai hết, khả năng chiến đấu của Diệp Đại Hào đã không hề thua kém mình. Cũng có nghĩa là Diệp Đại Hào không những có đủ tư cách tranh vị trí đứng đầu bảng phong vân với hắn, mà càng có khả năng giết chết hắn. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt của Doãn Chí Bình chợt hiện lên cái nhìn tà độc. Trấn áp cho ta! Hắn gằn lên, khí huyết tăng lên mạnh mẽ, lần lượt được đẩy vào trong từng ngọn núi đang đè nén về phía Diệp Đại Hào. Hắn muốn khiến Diệp Đại Hào tan thành mây khói ngay tức khắc. Lên cho ta! Phía dưới, Diệp Đại Hào gầm lên, hai tay giơ lên trời, cứ thế đẩy ngọn núi Hư Hoan Long Sơn khổng lồ lên cao. Lúc này Doãn Chí Bình đẩy xuống dưới, Diệp Đại Hào đẩy lên trên, cả hai lấy điểm tiếp xúc là Hư Hoan Long Sơn đấu đầu với nhau. Sức mạnh khủng khiếp được đẩy vào trong đó khiến cả hư không như vỡ tan. Tim của những người xem trận chiến như nhảy lên tới tận cuốn họng. Uân! Sau một tiếng động mạnh vang lên, Hư Hoan Long Sơn nổ tung, còn hai người đối đầu với nhau lại bị đẩy bật lùi về phía sau. Thái Hư Long Khất, Doãn Chí Bình vừa đã đứng vững liền chỉ điểm vào hư không. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, bầu trời sáng lại lúc này như màn đêm buông xuống. Nhìn vào hư không tối đen, từng vì sao lấp lánh hiển hiện, từng đạo kiếm tinh quang giáng xuống giống như cơn mưa tuyệt đẹp. Nhưng mỗi một đạo tinh quang lại mạnh mẽ vô cùng, mang theo từng khả năng đâm xuyên khủng khiếp. Ôi trời! Nhìn cơn mưa tinh quang kiếm rợp trời, những người quan sát trận đấu đều rợn tóc gáy. Đây là đại chiêu quần công quá mạnh. Phía bên này, thấy cơn mưa kiếm rợp trời,
Diệp Đào chỉ nhếch miệng cười lạnh lùng. Thái Hư lòng khấp, anh chưa phải là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực uy lực của nó phải gọi là đại chiêu quần công mạnh mẽ. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Đào đứng vững, kiếm xích tiêu cầm chắc trong tay. Giây phút sau đó, trong cơ thể anh hóa ra từng đạo kiếm ảnh. Tiếp đó, đạo kiếm ảnh kia lại phân thành hai đạo. Hai đạo hóa tiếp thành bốn đạo hóa thành sáu đạo. Không lâu sau đó, xung quanh Diệp Đào xuất hiện từng kiếm ảnh hư ảo bay qua bay lại, không ngừng vang lên âm thanh sắc đẹp, số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải nổi da gà. Diệp Đào đứng trong vạn kiếm, anh không hề lẻ loi một mình, mà chính là thần kiếm mạnh mẽ, người đứng đầu vạn kiếm. Vạn kiếm triều tông. Thấy bí pháp đó của Diệp Đào, rất nhiều người đứng bật dậy vì bọn họ từng nhìn thấy bí pháp này. Hắn cũng biết vạn kiếm triều tông sao? Trong đám người, Cơ Tích Băng nhìn thẫn thờ vào kết giới.